Hà Hồ, Đông Nhi và dàn mỹ nhân Việt đo vòng 2 sau sinh nở. Hải Băng hé lộ phùng bụng nhăn nheo, Super bị một phát rạn lớn. Chuyện lấy lại vóc dáng sau sinh luôn là vấn đề khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa phải đau đầu, đặc biệt là đối với các sao nữ hoạt động nghệ thuật. Ai theo dõi cũng rất bất ngờ khi thấy không ít mỹ nhân Việt tự tin khoe body chuẩn, eo thon chỉ sau vài tháng sinh nở, nhưng cũng có một vài mỹ nhân vẫn lưu lại những dấu vết thiêng liêng của người mẹ. Đông Nhi. Đông Nhi hiện là một trong những bà mẹ hot nhất VBIS sau đám cưới thế kỷ mà bao người mong đợi. Nữ ca sĩ đã sinh con gái đầu lòng vào tháng 10 năm 2020, nhưng bất ngờ thai chỉ sau 2 tháng, cô nàng đã tự tin khoe vóc dáng thon gọn của mình. Đúng thật là gái một con trong mòn con mắt. Sau sinh, vóc dáng của nữ diễn viên thứ ba học trò chẳng có nhiều thay đổi lớn, phần bụng bầu cũng nhanh chóng thon gọn trở lại. Nhìn những hình hiện tại của Đông Nhi, chắc mọi người cũng thấy sự thần kỳ của mẹ bỉm này rồi nhỉ. Nhã Phương. Sau khi sinh con đầu lòng, Nhã Phương đã rất nhanh chóng tập luyện cũng như ăn kiêng để có thể lấy lại vóc dáng mảnh mai như ban đầu. Sau sinh, cô nàng không chỉ giảm được cân mà còn có được cơ bụng. Chính vì thế có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Nhã Phương không chỉ sở hữu eo thon mà còn vô cùng săn chắc. Hồ Ngọc Hà. Vốn xuất thân là người mẫu, Hồ Ngọc Hà cũng là một sao nữ sở hữu vóc dáng vạn người mê. Điều khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc là dù sinh đôi một trai một gái, nữ ca sĩ cũng lấy lại vóc dáng vô cùng nhanh chóng. Sau khi vượt cản thành công, chủ nhân bản hit cả một trời thương nhớ cũng đã nhanh chóng tập luyện trở lại. Body của Hồ Ngọc Hà cũng trở về phong độ vốn có. Người đẹp cũng chăm chỉ khoe khéo những khoảnh khắc tập luyện kèm thân hình bốc lửa mà bao người mê. Phương Mai. Phương Mai nổi tiếng với vai trò là một MC, thế nhưng ít người biết rằng cô nàng còn là một siêu mẫu. Chính vì vậy mà việc sở hữu thân hình nuột nà là điều mình không thể bàn cãi. Nữ MC từng tâm sự, sau khi sinh con được 7 tuần, cô đã giảm được cân và có thân hình đáng mơ ước. Phương Mai đã không ngần ngại khoe thành quả trên mạng xã hội, đó chính là vóc dáng chuẩn chỉnh và chiếc eo thon gọn. Hải Băng. Không phải sao nữ nào cũng có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng, bởi có không ít người gặp phải tình trạng da nhăn nheo hay bị rạn vùng bụng, và Hải Băng là một trong số đó. Chủ nhân bản hit viên đá nhỏ đã đăng tải bức hình cho thấy tình trạng da của mình sau 3 lần sinh nở. Đối với nhiều bạn nữ hay ngay cả đối với đàn ông, có lẽ khi nhìn thấy hình ảnh này đều có phần e ngại, nhưng với Hải Băng thì cô lại tự thấy mình đẹp. Sau khi sinh ba nhóc tỳ thì tình trạng phần da bụng như vậy cũng không hề tồi một chút nào cả. Suboy. Nữ rapper Suboy khiến nhiều người phải kinh ngạc khi chỉ một tháng sau sinh nở, cô nàng đã tự tin đăng tải hình ảnh bản thân lên mạng xã hội. Có thể thấy sau sinh nở, phần bụng của nữ rapper cũng đã xuất hiện một vết rạn lớn và khá dài. Nhưng ngoài điều này ra thì vóc dáng của cô nàng cũng không có quá nhiều thay đổi. Ai trong những sao nữ vừa kể qua cũng khiến khán giả phải mê tích, không chỉ vì chuyện về dáng nhanh chóng sau sinh, mà còn vì để chụp những tấm ảnh như thế là cả một bầu trời nỗ lực của họ. Không phải ai cũng dễ dàng quay lại vóc dáng ban đầu. Làn da vốn mịn màng bỗng chốc xuất hiện nhiều vết rạn, họ cũng cảm thấy đẹp vì bản thân được làm mẹ. Bạn có cảm nhận gì về các mẹ bỉm của VBIS? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.